Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm ngày 16 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Tùa Chùa chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm qua và hôm nay 15-16 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn đã lên thăm và làm việc tại tỉnh ta. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ trưởng đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và một số sở ngành tỉnh ta. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội và hoạt động của lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn đạt hơn 5.300 tỷ đồng, tăng 0,54% so với cùng kỳ năm trước. Song song với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường chỉ đạo ngành công thương chủ động nguồn cung ứng những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh mua bán các loại khẩu trang, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Toàn tỉnh hiện có 11 nhà máy thủy điện đang vận hành khai thác với tổng công suất lắp máy hơn 137 MW. Nhiều dự án thủy điện khác đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc cho chủ trương nghiên cứu khảo sát và kêu gọi đầu tư. Đến nay, 100% các xã phường thị trấn và gần 90% hộ gia đình trong tỉnh đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực công thương vẫn còn những mặt không đạt được so với mục tiêu đề ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giãn cách xã hội, như hoạt động xuất khẩu xi măng phải tạm ngưng. Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất chế biến chè, cà phê, lương thực tiêu thụ riêng quý 1 sụt giảm từ 30 đến 40%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm gần 20%. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giảm gần 15%. 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo ngành công thương khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án thủy điện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo thông quan kịp thời, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập và đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp. Nhân dịp này, tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Công Thương và các bộ ngành trung ương tạo điều kiện tiếp tục bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia dành cho người dân các xã vùng sâu vùng xa khu vực biên giới của tỉnh. Đề nghị Bộ Công Thương báo cáo với Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung vốn thiếu trong thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, đồng thời cho phép tỉnh kéo dài thời gian thực hiện một số dự án chưa hoàn thành do chưa được bố trí vốn. Đề nghị Bộ ưu tiên và có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống đường dây tải điện 110 kV từ Thủy điện Lai Châu tới huyện Nậm Pồ để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực phía Tây của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Điện Biên vẫn có tốc độ tăng trưởng đạt 0,54%. Đây là kết quả mà không phải địa phương nào cũng thực hiện được. Chúng tôi đánh giá rất cao cái tinh thần chủ động, trách nhiệm và có cái sự quyết liệt của các đồng chí trong hàng loạt các cái mặt công tác tại địa phương trong quản lý nhà nước cũng như để thực hiện các cái chính sách pháp luật, đặc biệt là cái việc thực thi những cái mục tiêu nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu cho cái mục tiêu kép thì các đồng chí đã rất là quán triệt và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ và toàn diện. Vì vậy thì chúng tôi tin tưởng rằng là trong cái 6 tháng cuối năm này và cũng như trong cái những năm tới thì chúng ta sẽ có những điều kiện khi mà tình hình thuận lợi hơn thì những nỗ lực và cái quyết tâm rất là mạnh mẽ và thống nhất của chúng ta nó sẽ phát huy được hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cho các vụ, cục, tập đoàn trực thuộc Bộ tích cực phối hợp với các tỉnh khu vực Tây Bắc, trong đó có Điện Biên, sớm tổ chức các chương trình tập huấn đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực công thương để nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các thành phần kinh tế, đồng thời xây dựng được cơ chế khai thác và cung cấp thông tin về thị trường để nắm bắt tốt nhu cầu của thị trường tại chỗ, tiến tới thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, phải phân định rõ nhiệm vụ, mục tiêu cho từng giai đoạn cụ thể,
để xây dựng và lập được danh mục ưu tiên cần phải làm trước, thực hiện trước. Tôi đề nghị các đồng chí sẽ xây dựng một cái kế hoạch làm việc và hợp tác với cái địa phương để phát triển trong lĩnh vực về thương mại. Và bao gồm trong hai lĩnh vực là xuất nhập khẩu và cái thương mại và cái nội dung phát triển thị trường thương mại nội địa. Trong đó đặc biệt các đồng chí phải chú trọng xây dựng cho được cái kế hoạch phát triển là cái mang tính dài hạn để mà phát triển các cái sản phẩm hàng hóa trên cơ sở những cái năng lực sản xuất và những cái cơ hội để mở rộng cái năng lực sản xuất thông qua thu hút đầu tư từ các nguồn khác nhau trên địa phương, trên địa bàn của địa phương. Đồng thời kết hợp với cả những cái đề án và kế hoạch lớn để phát triển về cái hệ thống hạ tầng thương mại ở tại nông thôn với cái việc là thu hút những cái hệ thống đầu tư của các hệ thống phân phối lớn để phát triển hệ thống thương mại trên địa phương. Và đặc biệt ở đây thì tôi đề nghị các đồng chí là phải xác định cho nó rõ ra kế hoạch để phát triển cái thị trường ngoài nước cho những cái sản phẩm mà gắn với những cái giải pháp cụ thể của xúc tiến thương mại quốc gia cũng như là của các cái hoạt động về phát triển thị trường nói chung. Bên cạnh đó, đồng chí Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động phối hợp với lãnh đạo tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm hàng hóa trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có, song phải gắn với việc liên kết tiêu thụ bao tiêu sản phẩm, chủ động thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và công nghệ số. Có như vậy thì thị trường Điện Biên với gần hơn các thị trường khác trong cả nước, đồng thời phải đổi mới hình thức tổ chức các hội chợ thương mại, hội chợ đưa hàng Việt về cơ sở. Đối với định hướng phát triển thủy điện, tỉnh cần phải quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Nhất thiết phải có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ trưởng Bộ Công Thương cam kết sẽ giao cho các cục vụ phối hợp chặt chẽ với tỉnh để giải quyết những khó khăn vướng mắc đã đề xuất. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao 300 triệu đồng cho tỉnh Điện Biên đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh để thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thân nhân, gia đình các liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn, cùng Thường trực Tỉnh ủy đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang A1. Đoàn công tác của Bộ Công Thương cũng đã đến tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và một số di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến Thường trực Chính phủ với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm, ước giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước là hơn 159.000 tỷ đồng, đạt gần 34% kế hoạch. Mặc dù các cấp các ngành và địa phương đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, số vốn giải ngân tăng so với cùng kỳ 2019, song tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm vẫn thấp so với yêu cầu. Đối với tỉnh Điện Biên, kế hoạch vốn năm 2020 là hơn 3.000 tỷ đồng. Lũy kế thanh toán kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm là hơn 1.100 tỷ đồng, đạt trên 37% kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thông qua hội nghị, tỉnh Điện Biên đã đưa ra các đề xuất kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, như đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến đối với 14 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo yêu cầu, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa năm 2020, sớm giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đối với đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé. Đồng thời xem xét chỉ đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải ACV hoàn thiện một số nội dung để sớm triển khai dự án nâng cấp cảng hàng không Điện Biên. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công chính là cứu cánh, giúp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đất nước sau dịch COVID-19. Thủ tướng đề nghị thời gian tới các bộ ngành địa phương cần phát động phong trào thi đua yêu nước về giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư tư nhân, xây dựng chương trình hành động cụ thể trong việc giải ngân vốn đầu tư công và gửi báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch giải ngân nguồn vốn, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân, đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn trong từng dự án, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong quản lý đầu tư công.
Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đến dự có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, huyện, thành phố. Thực hiện phương châm của Thủ tướng Chính phủ chống dịch như chống giặc, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị cùng tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, đã góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của nhân dân, nhất là thực hiện nghiêm túc cách ly y tế, phòng chống dịch đối với người đi từ vùng dịch về địa bàn và thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian cao điểm phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tính đến ngày 14 tháng 7, Điện Biên đã cách ly hơn 120 bệnh nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại các cơ sở y tế, cách ly hơn 2.900 trường hợp tại các cơ sở cách ly tập trung, hơn 1.500 trường hợp được theo dõi cách ly tại nhà, nơi cư trú. Thực hiện giám sát kiểm tra y tế gần 11.400 lượt khách nhập cảnh, gần 9.600 lượt khách xuất cảnh tại các cửa khẩu lối mở. Tổ chức vệ sinh môi trường tiêu độc khử trùng tại các trường học, các khu nguy cơ cao, tập trung đông người, cơ sở điều trị, thu dung bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, hộ gia đình. Công tác xã hội hóa trong phòng chống dịch bệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các tập thể cá nhân trên địa bàn với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cùng nhiều suất quà, vật dụng, nhu yếu phẩm khác. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhờ làm tốt các giải pháp phòng dịch, đến thời điểm này, tỉnh ta chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, trong thời gian tới vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch với nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, đồng thời làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong, phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa sự chủ động, kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới, góp phần cùng các địa phương khác trong cả nước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của các đại biểu đã phát biểu, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện công tác thường trực 24/24, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ, sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thành lập, vận hành bệnh viện dã chiến nếu có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và bàn giao đưa đi cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp vượt biên, xuất cảnh trái phép. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hôm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đồng chí yêu cầu trong 6 tháng còn lại của năm 2020, các địa phương cần hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, kể cả chỉ tiêu về thất nghiệp, chú ý đến việc xây dựng thể chế, pháp lệnh người có công, nhóm yếu thế. Các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách của cả giai đoạn của ngành để triển khai thực hiện. Đặc biệt quan tâm phát triển thị trường lao động, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động thất nghiệp, sa thải, bị ngưng việc và các chính sách bảo hiểm xã hội, mở lại thị trường lao động nước ngoài, thực hiện tốt gói an sinh xã hội. Nằm trong chương trình tập huấn đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại năm 2020, chiều nay, đồng chí Trần Đức Lai, Nguyên Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo Cán bộ Thông tin và Truyền thông cùng các học viên dự lớp tại Điện Biên đã đi thực tế, tìm hiểu quá trình hình thành cũng như sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên.
Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên đã không ngừng lớn mạnh với nội dung các chương trình phát thanh truyền hình ngày càng phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của khán thính giả trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên đã được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại và phát sóng theo công nghệ HD, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phát sóng, tăng thời lượng, mở chuyên trang chuyên mục trên cả 3 loại hình báo điện tử, phát thanh truyền hình để tập trung tuyên truyền thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Điện Biên phối hợp với Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, tổ chức lớp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2020 và ra mắt bản đồ số ngành công thương Điện Biên. Theo đó, trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được phổ biến những kiến thức cơ bản về chủ đề ứng dụng video marketing và kênh YouTube vào hoạt động kinh doanh. Nhất là qua lớp tập huấn này, các học viên của các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh sẽ được hướng dẫn những phương thức và cách sử dụng video marketing và kênh YouTube. Từ đó, từng bước tiếp cận nền kinh tế số để ứng dụng có hiệu quả các hoạt động thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tại buổi tập huấn, Sở Công Thương đã ra mắt bản đồ số ngành công thương Điện Biên tại website côngthươngdienbien.com. Trang bản đồ số ngành công thương chính là cơ sở xây dựng hệ thống bản đồ về các doanh nghiệp, cơ sở, đại lý phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh và được tích hợp bằng tọa độ trên bản đồ Google Maps. Vì vậy sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp hoạch định chiến lược sản xuất và quảng bá thương hiệu. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tùa Chùa luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Để thực hiện hiệu quả chỉ thị 05, hàng năm Đảng ủy Quân sự huyện Tùa Chùa luôn bám sát chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác gắn với thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Việc tổ chức học tập quán triệt được triển khai với nhiều hình thức như thông qua các buổi sinh hoạt tập trung, sinh hoạt chi bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ và rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự huyện còn chỉ đạo các chi bộ rà soát bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra để triển khai cho cán bộ đảng viên thực hiện. Việc rà soát bổ sung chuẩn mực đạo đức thể hiện trên các nội dung, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chất lượng hiệu quả công tác. Để thực hiện tốt cái chỉ thị này thì trước tiên chúng tôi phải quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong đơn vị hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, cái vai trò cũng như cái tầm quan trọng của thực hiện chỉ thị này là nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên và quân nhân có một cái phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, phương pháp tác phong làm việc công tâm, khoa học để mà từ đó xác định cái trách nhiệm trong cái thực hiện các nhiệm vụ được giao được tốt nhất. Từ việc thực hiện chỉ thị 05, đơn vị đã có nhiều mô hình và cách làm hay hiệu quả như phong trào nêu gương sáng, cấp trên nêu gương cho cấp dưới, cơ quan nêu gương cho đơn vị, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ đảng viên chuẩn mực về đạo đức lối sống, đơn vị đạt chuẩn mực về doanh trại chính quy, sáng xanh sạch đẹp, quân nhân chuẩn mực về lễ tiết tác phong, đơn vị chuẩn mực về môi trường văn hóa và đạt chuẩn mực về bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, góp phần xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú. Thì qua phát động các phong trào của đơn vị thì thời gian vừa qua thì mỗi cán bộ chiến sĩ đều có cái tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các cái nội dung đã đăng ký, tự đăng ký thì từng đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và kết quả là cũng đã nhiều đồng chí cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Tùa Chùa đã ngày càng nhận thức sâu sắc giá trị to lớn trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tự giác phấn đấu học tập rèn luyện, chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt hội đồng quân nhân được nâng lên, phương pháp tác phong công tác của cán bộ đảng viên từng bước được đổi mới, ý thức trách nhiệm trong công việc, trong thực hành tiết kiệm, tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân nhân ngày càng nâng cao, qua đó góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên.
Những năm qua, huyện Mường Trà đã tập trung huy động nguồn lực, đẩy mạnh kiên cố hóa kênh mương nhằm đáp ứng tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện đã có trên 50% số kênh mương được kiên cố hóa. Để khuyến khích người dân khai hoang, mở rộng diện tích sản xuất, hàng năm huyện Mường Trà đã ưu tiên nguồn vốn tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp những công trình trọng yếu, xây mới hệ thống thủy lợi nội đồng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Cùng với đó, huyện cũng tăng cường đẩy mạnh việc quản lý bảo vệ các công trình thủy lợi sau đầu tư. Hiện tại trên địa bàn huyện đã có trên 140 km kênh mương với trên 60 công trình thủy lợi, trong đó có 76 km đã được kiên cố hóa, chiếm tỷ lệ trên 50%. Hệ thống công trình thủy lợi được kiên cố hóa đã góp phần quan trọng tăng diện tích gieo trồng, tăng thời vụ, cải tạo đất, đảm bảo an ninh lương thực và sản xuất hàng hóa, đồng thời có vai trò quyết định trong phòng chống lũ, chống úng ngập, đặc biệt là phòng chống hạn hán. Bên cạnh đó, hệ thống kênh mương được kiên cố hóa còn góp phần giảm chi phí nạo vét, phát dọn, công quản lý và giảm thất thoát nước, đồng thời giúp các xã từng bước hoàn thành tiêu chí số 3 về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới. Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế du lịch về lịch sử, văn hóa, giàu bản sắc dân tộc của các địa phương, thời gian qua tỉnh Điện Biên đang hướng đến việc đưa các sản phẩm du lịch vào chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Theo đó, đến nay Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh đã tập trung hướng dẫn cho hai đơn vị là Homestay Mường Then, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên và Homestay Phương Đức, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình OCOP. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, cả hai homestay này đều là những cơ sở du lịch cộng đồng được đầu tư xây dựng bài bản, đảm bảo các điều kiện hoạt động đón tiếp du khách. Tuy nhiên, để đạt các tiêu chuẩn OCOP, các homestay này cần tập trung hoàn thiện thêm tiêu chí về tính cộng đồng, môi trường. Bởi vậy, thời gian tới, nhằm đưa các sản phẩm du lịch sớm được công nhận là sản phẩm OCOP, ngành du lịch tỉnh tiếp tục tuyên truyền giới thiệu về sản phẩm thủ công trang trí nhằm thu hút du khách khi đến với các điểm du lịch. Bên cạnh đó là tiến hành xác định thêm các sản phẩm có thể phát triển để đưa vào sản phẩm OCOP, hướng dẫn trao đổi khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ cho các chủ thể cộng đồng, đồng thời thực hiện việc tuyên truyền các sản phẩm OCOP của tỉnh tại các điểm di tích thông qua hệ thống biển bảng quảng cáo ở các khu vực sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, đồi A1, hầm Đờ Cát. Thưa quý vị và các bạn, như nội dung chúng tôi đã đề cập cùng quý vị và các bạn trong các phóng sự trước, quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh ta nói chung và huyện Tuần Giáo nói riêng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm chấn chỉnh. Nếu chủ quan lơ là, không siết chặt công tác quản lý theo đúng quy định của pháp luật sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương. Nếu như năm 2019, trong tổng số 355 vụ việc Toán Nhân dân huyện Tuần Giáo thụ lý giải quyết có 3 vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai, thì trong 6 tháng đầu năm 2020 đã có tới 16 vụ liên quan tới hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất. Con số này đã phần nào phản ánh độ tăng nhiệt của nhiều vấn đề có liên quan đến đất đai. Tranh chấp đất đai là một dạng tranh chấp rất phức tạp. Nhiều quan hệ liên quan đến đất đai dẫn đến tranh chấp còn chưa được pháp luật điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa rõ ràng, nên việc áp dụng còn tùy thuộc vào ý chí chủ quan của thẩm phán. Có nhiều quan điểm khác nhau, nên việc áp dụng còn gây khó khăn, lúng túng cho tòa án. Thời điểm tôi nộp đơn cho Tòa án Nhân dân huyện Tuần Giáo là ngày 25 tháng 5 năm 2018. Đến hiện tại đã là hơn 2 năm rồi. Và thời điểm tòa án đưa ra quyết định thụ lý vụ án tranh chấp dân sự này là ngày 3 tháng 7 năm 2018. Và trong suốt quá trình qua gần 2 năm qua kể từ thời điểm tòa án đưa ra quyết định thụ lý vụ án thì tôi đã 4 lần viết đơn đề nghị xét xử. Nhưng mà đến hiện tại thì Tòa án Nhân dân huyện Tuần Giáo vẫn chưa xét xử. Đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà nước, nhưng các cá nhân, phần vì thiếu hiểu biết, phần vì lợi ích riêng, vẫn cố tình vi phạm các quy định của luật đất đai. Phần nổi có thể dễ dàng nhìn thấy là tình trạng tự ý chuyển nhượng, tự ý san, lấp, cải tạo hiện trạng đất để ở, để kinh doanh và chuyển nhượng sai mục đích khi chưa được các cấp thẩm quyền cho phép. Vi phạm luật đất đai sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng hệ lụy để lại là tốn rất nhiều thời gian của các cơ quan thi hành công vụ, tiền bạc của người vi phạm. Thậm chí người đi thuê đất vi phạm cũng bị thiệt thòi. Em cũng không biết là cái khu đất này như thế nào, nhưng mà cũng đến thuê cái chủ đất, hỏi chủ đất người ta để cai quản ở đây. Người ta cũng cho mình thuê mặt bằng cũng đầu tư ra để làm. Trong quá trình em đầu tư ra đây mà làm mà có một cái lý do trục trặc như nào nữa thì em cũng rất là mong được cái sự ủng hộ, mong được cái sự tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, của các bên để tạo điều kiện cho em, để em mong muốn được ở đây lâu dài để có thể là duy trì để làm ăn, để tiếp tục làm ăn. Hệ lụy của những vi phạm về đất đai không chỉ diễn ra ở thị trấn, thị tứ, ở trung tâm các xã, mà còn diễn ra ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
đất chưa được cấp hoặc không cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất cấp trong sổ không giống như thực tế, đất không có giấy tờ. Một bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết, thờ ơ với việc đăng ký cấp sổ đỏ là thực trạng ở nhiều địa phương vùng cao tuần giáo đã kéo dài trong nhiều năm, không chỉ khiến cho tình trạng khiếu kiện kéo dài mà còn gây mất an ninh trật tự. Ở những vùng sâu vùng xa thì vẫn có cái tập tục của đồng bào dân tộc mà, nên một phần là cái địa bàn mình núi thì nó rộng, căn xã nhiều khi là bây giờ đa số là trên địa bàn là người dân ở nhưng mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng mà người ta ở là cứ từ đời nọ đời kia, mỗi chỗ có khi đến tứ đại đồng đường cùng ở trên mảnh đất nhưng giờ chưa có giấy. Thực tế cho thấy nguyên nhân vi phạm liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai một phần xuất phát từ sự yếu kém của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở, gây ra nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp, gây mất an ninh trật tự tại các địa phương. Một số cán bộ cơ sở né tránh, ngại va chạm, thậm chí còn đề xuất với chính quyền cấp trên cho phép tồn tại, hợp thức hóa vi phạm. Là chúng tôi sẽ tiếp tục chấn chỉnh và yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương là nâng cao trách nhiệm để quản lý thật tốt cái vấn đề quản lý nhà nước về đất đai, ngăn chặn kịp thời các hộ gia đình cá nhân về cái sai phạm. Nếu các hộ gia đình mà vẫn tiếp tục xảy ra mà các cấp ủy chính quyền địa phương mà không vào cuộc kịp thời, sau này chúng tôi sẽ xử lý trách nhiệm của cá nhân tập thể có liên quan trong công tác thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm theo thẩm quyền quy định tại luật đất đai, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có trách nhiệm quản lý, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về đất đai trên địa bàn. Chính vì vậy, nếu chính quyền sở tại siết chặt công tác quản lý đất đai, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật đất đai, tăng cường công tác tuyên truyền trợ giúp pháp lý về đất đai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, nhất là cấp giấy chứng nhận cho đồng bào các dân tộc tại các địa phương vùng sâu vùng xa, sẽ từng bước giảm thiểu hệ lụy về nhiều phương diện từ những vi phạm luật đất đai đang diễn ra hiện nay. Và đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình của đài chúng tôi trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.